được, không được. Xình không à. Tao thấy hình như nó ra hay vậy. Con gà đâu anh ơi? Ở ngoài vậy đó. Cắn cong vô. Cái sẽ tới đây. Cái lỗ đó bự hơn cá. Chưa, từ từ. Chút nữa đây, chút nữa. Nè nè, em kéo. Kéo ra luôn. Kéo kéo ngoài đó hả? Kéo là ừ. Rồi, kéo qua luôn, kéo là ừ. Ừ. Rồi sao chị. Rồi, vòng vòng qua luôn, vòng qua đó con gà. Dễ được chứ. Vòng qua đâu. Anh bé, dễ lên tí anh bé. Rồi, dính nào. Đã luôn. Có không, có không? Đúng là hy sinh không uổng mà. Không, lát nhấp nhấp ra trở lên nữa. Quá trời luôn này, anh Thức ơi. Kìa, ớt né được nè. Rồi, rồi, lấy cái xô, lấy cái xô. Cái xô, cái xô. Anh lên. Đâu, nhiều không, nhiều không? Nhiều. Rồi, vũ lại, vũ lại, vũ lại. Dỡ cao lên luôn đi. Ồ, hết bài luôn ông nội. Nè nè nè, xô nè. Hết bài luôn. Lấy xô, lấy xô. Mình sàn á. Thôi thôi. Không, cứ đổ đi rồi lụm sao. Ừ. Kìa, cái nhà ơi, quá trời luôn. Cái này à. Cái quá dính dính luôn chú ơi. Lại đi chút về gỡ sàn ra, nó có gì đâu. Không, lát á là về thả vô nước. Dạ. Trả lỗi ra. Giờ đổ miếng nước vô luôn được. Rồi. Hôm qua cái nhà mình có đi kéo lưới á. Mấy con cá thì mình có gọng rồi á, nó sạch lắm luôn rồi đó. Sử dụng bột kim giòn nha mọi người. Rồi mình sẽ hai ba điểm pha bột chứ. Pha bột rồi mình ha, bỏ nó vô. Đúng rồi, mình đổ nước vô luôn. Đổ cho nó sền sệt đi. Bột như vậy là được nha mọi người. Nó sệt thì là được rồi ha. Rồi mình đổ cá vô. Mình thấy mịn vậy là ok. Rồi mình đổ cá vô nha. Chảo nóng rồi em đổ dầu vô. Đổ nhiều nhiều cũng được. Nhiều nhiều, nhiều được chưa? Ngửa đi. Rồi rồi rồi, nhiều được rồi. Nhẹ nhẹ thôi. Đó. Đổ nhỏ thôi nha mọi người. Muốn khoảng một giá vậy là vừa. Để đổ vô. Tròn tròn á. Mình đang làm bánh mà. Những món đồng quê. Cái này màu vàng lắm nè, nó vàng rồi nè. Bây giờ mới chia lửa nhỏ cho nó, mới đem bãi vàng một mặt rồi đó. Hồi mình cuốn với cái rau cam, mấy rau cải cả nhà. Đúng rồi. Cải với dưa leo, với cà, cà chua, rau thơm. Cái này chắc giòn lắm đây. Trời ơi, cá rất là ngon luôn á, cái nhà nhìn nè, nó giòn một cái luôn. Giòn gụm luôn nha mọi người. Quá trời đã luôn. Không ánh, không ánh nữa ha. Chín rồi mấy đứa ơi. Chín rồi, chín rồi. Trời ơi, chín chưa? Nhức cái nắp luôn. Vô đây. Rồi, giờ qua đây nè mấy đứa ơi. Mấy anh ơi. Ngon chưa? Giờ đói bụng quá, giờ đói bụng rồi. Trời. Hấp dẫn ghê không? Đã xong, rất là cực đó nghe. Thành quả của hai chị em mình nãy giờ luôn á. Rồi, mọi người ăn thôi. Mời cả nhà, mời cả nhà. Xin mời mọi người. Ê, này thiếu ông Thức nha, có ông Thức chắc. Rất là ngon. Mời mọi người. Quá trời. Đây này cái nhà, nhìn này cái nhà rất là giòn nha. Nhất cái nắp cái này mình cuốn với bánh tráng á cả nhà. Khéo tài dữ không biết. Chị đó. Ăn anh Thức ơi, anh Thức. Trời ơi, mấy anh em ăn đi. Ngon lắm anh Thức ơi. Rồi, quay clip ra ẩm thực cho cả nhà nha. Chạy nước miếng nha. Chạy nước miếng. Rồi, giả bộ mà ăn, cắn miếng trước ra đứa ơi. Cắn đó, nè nè, đây nhìn thằng xuống răng cắn nè. Thấy không nè, đó. Ôi, ngon ôi, ngon ôi, ôi. Luôn. Giòn tan trong miệng luôn nha. Đây cũng một cái bánh gà. Ngon quá, ngon cả nhà. Ngon quá anh Thức ơi. Phải kèm gì nó mới ngon nè. Em sẽ để rau lên. Quá trời ngon. Thôi mà ăn vị kỳ lắm. Chưa ăn em chảy nước miếng luôn á chị. Đúng là đói bụng ăn cái gì cũng ngon nha. Ăn đi, trời ơi anh Thức anh quay thôi mà. Khỏi không ăn đâu. Ăn đi. Ăn đi, mọi người cứ ăn đi. Coi được. Thí ơi, mà nhỏ rồi Thí ơi. Trời ơi, Thí ăn miếng gói sao? Mới nói, mới dặn luôn á. Miếng gói sao nữa.
hơi bự nha mọi người. Trời ơi, thì đây 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 bà ly gói mới đẹp nè nè nè. Được không? Được không? Bà ly gói mới đẹp nè. Đẹp mà. Đẹp chưa? Nè bà ly gói đẹp nè, thấy không? Sao? Ngon. Ăn cái này ăn bóng nó ngon nha. Đúng rồi. Người miền Tây mình mà. Nè anh thức, anh thức nước nhìn anh thức. Ừ, ngon. Chấm một miếng nước mắm. Quá giòn. Đây nè cả nhà thấy không? Thấy thấy miếng này chưa? Nè, thấy không? Thấy giờ rồi, đó, xem thấy miếng cá chưa nó, thấy không? Từ xa 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 đi đó. Họ biết. Ủa, đâu bắt miếng rồi. Tranh thủ lẹ dữ ta. Ừ, ngon quá à. Nó giòn giòn, bột. Mọi người thấy sao, ngon chưa? Đã ghê á. Cái này mà phải có nhiều nhiều xíu ha. Nghe đây ăn không đủ rồi đó. Ăn vậy được rồi. Ăn vậy vừa thôi. Ăn nhiều quá mang bệnh chết. Ăn nhiều quá không à. Nè, cả nhà thấy miếng miếng này chưa? Đó, cái đường được thấy không? Đó, giờ nước mắm là thấy không? Đó. Ông đâu chịu nổi không? Chảy nước miếng rồi. Rồi, tại vì đâu nổi. Ngon quá. Cái này là không được bất tử. Ăn đồ ăn tự mình làm ra cảm thấy ngon ghê. Ngon. Mai mốt tụi em sẽ ra clip nhiều hơn nữa. Làm những cái món nhân gian. Cái này còn nóng nó giòn ngon. Cái này nóng là ngon nè. Tụi em sẽ đi bắt rồi tụi em về tụi em sẽ làm ăn, làm ăn luôn. Thôi từ từ thôi, từ từ thôi. Từ từ thôi. Dành ăn nữa rồi. Hôm nay này cuốn rau nhiều mới ngon. Ừ, ngon quá. Ngon cả nhà. Cuốn cái cuốn cho nó tròn tròn. Đang bụng lắm. Không có rau cũng ngon vậy. Thôi, có rau ngon hơn anh. Có rau ngon hơn. Có rau ngon hơn. Không có răng ngang cũng ngon vậy. Là lá cháy luôn, nó không ngán nữa. Đúng rồi, nó tròn tròn, ngon ha. Đã miệng rồi, cắn ngay ngụm ngụm. Nè, cuốn tròn em cuốn cho đẹp rồi. Đấm chán này hơi cứng, mình phải nhúng nước cái nhà mình dễ cuốn hơn. Cả nhà nhìn Liên Ngô cuốn nè ha, bánh tráng nè, rau nè, rồi gì nữa? Nguyên miếng, miếng cá vô nè, nó nguyên miếng cá nè. Biết sao? Em gói lại bể tùm lum nè. Không đâu, lần này không bể đâu. Đó, trời em khéo lắm cả nhà. Nó thấy không? Thấy chưa? Cái miếng nào? Khoan, nhúng cá đi, cái bánh này nó hơi giòn. Sao mọi người sao? Mới vừa một cuốn rồi trời nó mấy cái bánh tráng gì. Trời chưa ăn hết trong miệng lấy gì mấy bánh tráng nữa trời chị. Để nè. Chờ hết rồi anh đó, anh đó. Nói gì chứ em cũng thiếu lắm cả nhà. Buông tay chân mình làm thôi. Gần. Nói chứ Thí là nó ăn ngon mấy cái nhà. Bởi vì em phải học hỏi. Mai mốt em sẽ ra clip nhiều hơn cho cả nhà. Mọi người gắng ăn nha, không ngon cũng phải gắng ăn nha. Mọi người nghe tiếng em ngay không? Ê nói nghe nè, cả nhà bye bye kìa. Nè bye bye nè, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye cả nhà. Đó, kết thúc clip.